Anh chị em yêu audio trên toàn quốc, quý vị đang theo dõi kênh test âm thanh của cửa hàng audio Bãi An Giang. Thì hôm nay tiếp tục em giới thiệu đến quý vị một bộ phối ghép rất là ăn ý, gồm một con âm ly Anh Quốc Am Trong 625 và đô la tăng noi DC2 mapper. Dòng mapper thì dòng cao nhất của dòng này ha quý vị. Nó có dòng DC2 trơn nữa nha quý vị. Giá nó rẻ hơn tí, dòng mắp bên giá cao hơn. Về con âm ly âm trong này thì nó là một trong số những cái con âm ly cổ châu Âu mà có cái công suất cũng khá khá quý vị. Công suất nó về 80W, 80W ra 80W một bên. Công suất nó khá là nó ít cái lo và tiếng nó rất là hay quý vị. Logo Am Trong đây ha. Lao nét ha, đầy đủ các chức năng monitor. Đánh được hai cầu loa AB ha, A cộng B. Con này thì có receiver nha quý vị. Đấy, đánh A cộng B được nha. Bao vỏ gỗ tuyệt đẹp nha. Am Trong đây, cái thiết kế nó rất là đẹp các bạn ha. Chuyển qua tuner ha. Đây hát FM, FM 108 nha. Rồi qua tim người. Con này quá đẹp quý vị, xuất sắc. Đẹp xuất sắc quý vị, các nút mà quý vị thấy ha. Cực mới luôn. Âm trong và bộ gỗ trên ha. Cực kỳ đẹp. Con này thì nó có cái size chiều ngang chắc khoảng 50 quý vị ha. 50 đúng luôn. 50 đúng. Chiều sâu của nó là 28 nha. Và cái đầu này, con này khá mỏng quý vị. Con này nó khoảng 9cm, 8-9cm nha.
vì thế ha, thiết kế rất là đẹp. Và bật qua bên radio này cái phần đèn nữa ha, đèn vàng. Rồi bây giờ em quay phía sau cho quý vị và các bạn xem ha. Test các chức năng xong rồi em quay vào phía sau. Vỏ gỗ tuyệt đẹp luôn quý vị, gỗ lạng. Phần này là bốn cái con sò sắt. Anten FM ở đây ha. Đánh bốn con sò sắt âu. Bốn sò sắt nằm trong bốn cái chụp mũ này ha. Đánh hai cầu loa đây ha, một hai đây ha. Rồi và con này á thì cái vỏ của nó tháo nó hơi đặc biệt tí xíu nha quý vị lưu ý ha. Để nó có hai cái lẫy này nè quý vị. Nó sẽ nằm như vậy. Chúng ta sẽ lẫy lên vậy. Lẫy lên vậy và kéo nó ra. Kéo nó ra vậy. Rồi sau đó là dỡ ra ha. Đây. Đây quý vị. Bóng loáng bảy màu quý vị. Tụ cực kỳ khủng luôn. Đây hai cái tụ to, đây thì một cái tụ khủng nữa. Đấy. Bốn sợi sắt là phía sau ha. Đấy, quý vị thấy cái tụ này nè quý vị. Toàn là nó xài tụ ITT hết quý vị, ITT hết 50V. Cái tụ nó nhỏ xíu như thế này mà 50V này. Còn cái tụ này khỏi nói rồi. Bằng cổ tay quý vị, cổ tay mấy cái tụ này, cổ tay hết. Tăng phô thì tăng phô nồi ha. Dòng Anh Quốc thì thường mấy cái dòng này nó thường làm cái tăng phô nồi rất nhiều. Tùy quý vị ha, bảy màu ha, sắc xi bảy màu đó quý vị. Phía dưới nó còn một cái dĩ mạch ở đây nữa này, chỗ nắp này đó. Đây là phần đài ha. Đấy, các cái linh kiện quý vị ha. Toàn là hàng linh kiện xịn sò hết quý vị, cực kỳ chất luôn, cực chất ha. Linh kiện thì khỏi chê đi, con này quá gấu, cực kỳ gấu, chơi toàn linh kiện xịn sò con quý vị, đẹp mới như thế này, cực kỳ mới. Và nó cũng là một hàng hiếm luôn quý vị. Con nằm trong 625 này thì là hàng hiếm luôn ha. Chúng ta ghép với đôi tăng nồi DC2 Mapper. Thì quý vị có thể ghép với những đôi B đúc để tăng nồi. Và những đôi Spender. Chung là những cái dòng loa IEN nó đánh rất là hay luôn. Tiếng nó rất sáng và nó có cái độ khỏe, cái công suất cho cái tiếng bass nó đủ để chúng ta làm chúng ta phê. Quá đẹp quý vị, thật sự là sưu tầm thì những con này vừa hiếm mà vừa đẹp nó thì cái độ sưu tầm, quý vị sưu tầm thì không phải nghĩ nữa ha. Quá chất. Rồi thì con âm ly đẹp hay hiếm như thế này thì với mức giá cũng khá vừa dễ chịu, khá dễ chịu, 10 triệu 400 bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị nha. 10 triệu 400 bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị. Tặng cho quý vị một bộ dây rắc đầy đủ nha quý vị, về chỉ việc cắm vào dùng thôi. Đấy, và đôi tăng noi Mapper, DC Mapper này có mức giá là 14 triệu nha quý vị. 14 triệu bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị luôn. Bao vận chuyển luôn ha. Đồ này trưng bày thì không ai nghĩ rồi, được cái thương hiệu tăng noi nó vừa hay mà được cái thương hiệu tăng noi nó thì không ai nghĩ nữa ha. Đấy. Rồi một cái bass thật ở dưới và một cái bass đồng trục, một cái mid đồng trục mid bass nha, và cái chép đồng trục ở giữa, và phía trên có thêm một cái siêu chép nữa thì cấu hình quá tuyệt vời rồi. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin cảm ơn. Quá đẹp, nhìn con âm ly muốn nhìn mãi.